Trước cô nàng ngộ ngáo cho Giselle trong Itaewon Class, Park Seo Joon từng bén duyên với những cực phẩm nhan sắc trên màn ảnh Hàn Quốc. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011, sau 9 năm hoạt động năng nổ ở làng giải trí giúp cái tên Park Seo Joon có được chỗ đứng vững chắc. Người ta thường nhắc đến nam diễn viên họ Park không chỉ ở gương mặt điển trai, tính cách hài hước mà còn ở gia tài phim ảnh đình đám không phải ai cũng có được. Đầu năm 2020, Park Seo Joon lần nữa trở lại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc với tác phẩm Itaewon Class, tạm dịch tầng lớp Itaewon hiện đang làm mưa làm gió cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Có thể nói Park Seo Joon là một nam diễn viên chăm chỉ và dám thử thách bản thân với nhiều vai diễn đa dạng khác nhau. Vai diễn của Park Seo Joon luôn đa dạng, kéo theo các mỹ nhân hợp tác cùng anh cũng đa dạng không kém. Nếu như một năm trước, khán giả vẫn còn nhớ anh chàng họ Park với vẻ ngoài lịch lãm trong bộ vest đen đậm chất tổng tài, thì bây giờ khán giả lại phải dở khóc dở cười với phần diễn lên voi xuống chó của Park Seo Joon trong phim mới. Chính vì vai diễn đa dạng giúp Park Seo Joon có cơ hội nên duyên với nhiều mỹ nhân nổi tiếng xứ sở củ sâm. Từ tiểu thư dịu dàng, nữ tính đến cô nàng ngộ ngáo bất trị đều trở thành người tình màn ảnh của Park Seo Joon. Và điều quan trọng là dù với bất cứ phim nào, vai diễn gì và bạn diễn ra sao thì Park Seo Joon đều đảm bảo tròn vai anh bạn trai mà người người đều ao ước. Park Minh Giang trong What's Wrong with Secretary Kim, tạm dịch thư ký Kim sao thế, được xem là một trong những tác phẩm giúp tên tuổi Park Seo Joon vươn xa trong sự nghiệp diễn xuất. Thư ký Kim sao thế đã đóng dấu hình tượng chàng phó tổng điển trai, lạnh lùng khiến không biết bao chị em phải đổ cục. Với độ hợp đôi thế này, chả trách Park Seo Joon và Park Minh Giang phải thường xuyên phủ nhận tin đồn hẹn hò. Sau phim hợp tác cùng Park Seo Joon, trong phim còn có cái tên Park Minh Giang mỹ nữ lừng danh trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Nhờ diễn xuất ấn tượng cùng phản ứng hóa học của cặp đôi phó tổng, thư ký trước bộ phim tình cảm lãng mạn tạo nên hiệu ứng khán giả bất ngờ. Thậm chí, sau khi bộ phim kết thúc, thì cả Park Seo Joon và Park Minh Giang nhiều lần phải đau đầu, hết lần này đến lần khác phủ nhận tin đồn hẹn hò với công chúng. Hoang Joon Eun trong Seafood Pretty tạm, dịch cô nàng xinh đẹp Park Seo Joon và đàn chị Hoang Joon Eun, vô cùng ngọt ngào khi diễn cảnh tình cảm không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Park Seo Joon là cái tên bảo chứng cho thành tích rating tại Hàn Quốc. Năm 2015 với bộ phim Cô Nàng Xinh Đẹp, Park Seo Joon trong vai anh chàng chủ biên của một tạp chí khiến khán giả châu Á phải phát cuồng bởi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm vô cùng ấm áp. Lý Huệ Trân Xinh Đẹp và Mối Tình Đầu Của Tôi là hai phiên bản remake của Cô Nàng Xinh Đẹp phiên bản Hàn sóng, vai cùng Park Seo Joon trong tác phẩm tình cảm hài nổi danh của đài MBC là nàng diễn viên đã quá quen mặt với khán giả Việt Hoang Joon Eun. Dù hơn nhau 5 tuổi nhưng khi Park Seo Joon đứng cạnh đàn chị họ Hoang lại không mang cảm giác khập khiễng, mà ngược lại còn vô cùng ngọt ngào. Mặc dù nội dung kịch bản không có nhiều plot twist nhức não, mà chỉ nhẹ nhàng như câu chuyện tình yêu của đôi chính vẫn đủ khiến người xem suýt xoa. Minh chứng là Cô Nàng Xinh Đẹp của Hàn Quốc được Trung Quốc và Việt Nam mua bản quyền remake dưới hai cái tên lần lượt là Lý Huệ Trân, Xinh Đẹp và Mối Tình Đầu Của Tôi. Video liên quan Kim Ji Kun trong Fight For Me Way, tạm dịch thanh xuân vật vả. Nếu như lúc trước Park Seo Joon chỉ xuất hiện dưới hình tượng điển trai lạnh lùng cùng những bộ cánh sang trọng, thì bước sang năm 2017, nam diễn viên bất ngờ lột xác với vai diễn anh chàng nghèo rớt trong Thanh Xuân Vật Vả. Mức độ ăn ý khi diễn cảnh tình cảm khiến cặp đôi Park Seo Joon và Kim Ji Kun nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả thường xuyên bước ra đường với bộ quần áo sắc bươm cùng lý lịch vô công rỗi nghề. Cả ngày chỉ đau đáu niềm đam mê với Tây Quân Đô khiến Park Seo Joon trông vô cùng thảm hại. Xuất hiện bên cạnh một Park Seo Joon như thế là cô bạn thân, cũng nghèo không kém cho Kim Ji Kun thủ vai. Chuyện tình giữa hai con người trẻ tuổi không có gì ngoài ước mơ, ở một xã hội thực tế đầy khắc nghiệt hiện lên vô cùng rõ nét. Thậm chí, sự ăn ý trong những cảnh tình cảm của Park Seo Joon và Kim Ji Kun khiến khán giả ngọt đến tận tim và được đẩy thuyền nhiều vô số kể. Kim Gia Mi trong Itaewon Class tạm dịch, tầng lớp Itaewon mới đây trở lại cùng tác phẩm đang làm mưa làm gió, khắp châu Á một lần nữa hiện diện cái tên Park Seo Joon.
Nếu như với thanh xuân vật phản, Park Seo Joon là cậu thanh niên nghèo lạc quan thì ở tầng lớp Itaewon, diễn viên họ Park hóa thân thành chàng trai nghèo nghị lực, nuôi mộng gầy dựng đế chế của riêng mình với hai bàn tay trắng. Ai cũng ngóng trông được xem nhiều cảnh tình cảm của cặp đôi Park Seo Joon, Kim Ja Mi trong tầng lớp Itaewon, thế nên một cô nàng ngổ ngáo, bất trị là mẫu người thích hợp nhất đối với vai diễn mới của Park Seo Joon, không ai khác chính là Kim Ja Mi. So với những người tình màn ảnh trước đây của Park Seo Joon, thì Kim Ja Mi chỉ là cái tên vẫn còn khá non trong làng diễn xuất. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà khán giả nhìn nhận Kim Ja Mi như một làn gió mới ở cách phối hợp với Park Seo Joon. Một cốt truyện đặc biệt cùng những chi tiết plastic không thể đoán trước hứa hẹn tầng lớp Itaewon sẽ trở thành một hiện tượng lạ, ngày càng thu hút người xem trong giới phim ảnh Hàn Quốc. Và tất nhiên, khán giả ai cũng ngày đêm mong ngóng được nhìn thấy nhiều hơn nữa những cảnh tình cảm của đôi chính. Trúc, theo thế giới trẻ Let's Explore X.